xin thứ dặn cậu, cậu làm tới đâu rồi? Ráng làm cho tốt đó nha. Bàn tay ai online Facebook bất ngờ phút mà cô nàng say hi, tay anh đang gối đầu lang thang trong nỗi sâu. Thôi em đừng gây cho anh bao tương tư trong đôi câu nói đầu, cho chuyện vài câu ngồi lại cùng nhau một hồi say khước. Có chút thời gian nên đừng vội mang tâm tư anh quay bước. Bước đến lại gần bartender, có chút thì thầm em nên nghe, tóc rối và mùi lavender. Tích tắc rồi cùng nhau lên xe. Với anh đang cập nhật thành phố vẫn trong màn đêm thâu nè. Nhiệt độ Sài Gòn so hot nhưng chưa chắc qua được em đâu nè. Skinny với chiếc váy hoa, còn say đèn xiết lấy ta. Sao anh cứ đắm đuôi cha? Câu trả lời chắc em cũng biết đấy. Đúng là em đắm say thấy yêu anh mà sự chân thành vì em thích màu hồng chữ ra rồi. Đó anh đưa em đến nhà trước thêm chào cả hồn nở hoa. Sao cô trông đẹp trai hợp tư thoại anh đây là chó nàng. Bộ trời đang ấm đưa em ra ngoài ô và cái sổ bên cạnh trà hoa vàng. Nơi không dây thật phiếu bồng, mong cho cô nàng xíu lòng. Thầy đang tay và điên cuồng, em coi nơi đây như là thiên đường. Yeah. Ngưng nghe lời ca, ngưng nghe lời ca. Hôm nay trời nóng, ta bật điều hòa. Không có chiều qua, đưa em nhiều hoa. Thử tìm một đống, anh thật liều mà. Khi anh mang bộ đồ vest vào, em khen trong anh cũng flex ghê. Đi theo em vào trong bếp nè, em cooking làm anh chết mê. Con sẽ lưng lưng đôi khi bừng khuâng vì anh cô đơn đã bấy lâu. Khi em qua đời này đôi mơ hay hay và đôi ta vô tình thấy nhau. Em cho anh trong cũng khá bad boy, trái xô xô chẳng mang đã hết rồi. Nhưng không sao anh chỉ hoài mang khi đang bất cảm selfie trên mặt mấy web mồm. Đúng anh em đắm say thấy yêu anh mà sự chân thành vì em thích màu hồng chữ ra rồi. Vẫn biết mình thật điên, chỉ với ngày để đầu tiên. Tiến đến ngồi hàng với em và ice contact xóa ta một rồi.